Có một khi con này cô lỡ có tâm sự riêng với những đức là dạ thưa thầy, thì con nghe thầy giảng con cũng hiểu lắm thầy về nhân quả, con cũng có chồng có hai đứa con, nhưng mà đi làm công ty thì có anh cũng nói chuyện rất là dễ thương, cũng biết Phật pháp, có khi vô trong công ty thì thường nghe pháp ngồi nhau đàm đạo là đàm luận về Phật pháp, nói chuyện về giải thoát. Rồi một ngày nọ cái tự nhiên giữa con với ảnh thoát luôn. Rồi bây giờ con xin hỏi thầy, con xin hỏi thầy là bây giờ sự cố xảy ra như vậy rồi, bây giờ con đã thoát ra rồi và không muốn thoát nữa, và bây giờ con quyết định con chỉ sống với chồng con thôi, con không bao giờ phản bội chồng con được, con đã lỡ vậy rồi, bây giờ con muốn xin sám hối với chồng con là nói sự thật ra như vậy như vậy, con xin thầy cho con lời khuyên. Quý vị hỏi những điều này cũng khó xử ghê vậy. Thượng vị phiên người ta là phát lồ sám hối, mà bây giờ người ta hỏi mình gì đúng là không phải dễ trả lời, nên những đức nói tôi buồn ngủ quá. Nói câu hay ghê, tôi buồn ngủ quá. Quá hay quý vị. Ý nói là kéo dài thời gian chút xíu cho tôi suy nghĩ, buồn ngủ quá, đầu óc đang căng thẳng, hiểu không? Lúc đó xong rồi mình mới trả lời cho cô nghe, mình nói cô thật sự quay đầu được chưa? Nó dạ con quyết định quay đầu, không bao giờ con phạm phải. Những đức nói vậy thì thôi đừng có phát lồ sám hối nữa. Tại vì sao? Vì có ai mà có thể chia tình cảm mình cho người khác? Hiếm lắm quý vị ơi. Đúng không quý vị? Giống như bây giờ một cái việc sai lầm đó cũng như là một cọng rác đi, mà chúng ta ngồi kế một con sông nước chảy bồng bềnh, chúng ta cầm một cọng rác liệng xuống con sông cho nó trôi đi đi. Đã là liệng xuống rồi mà đi tìm cọng rác đó lại làm chi vậy? Hiểu không quý vị? Gói gọn lại và bỏ đi. Hiểu không? Đừng để những cái dư âm đó làm chi nữa. Hãy đem cái dư âm đó để lót vào người chồng của mình đó là xong. Hiểu không? Xong rồi. Còn nếu như quý vị cứ lỡ hoài, giết rồi nó lỡ luôn quý vị á. Nghe không? Phải đứng lại liền, phải dừng lại. Nghe không? Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà phải dừng lại. Chúng ta sẽ còn có tất cả. Hiểu không quý vị? Nên chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này, nhân duyên gì là đặc biệt quá quý vị ơi. Nói quý vị, gặp được một ngôi chùa như một gia đình tình thương mến thương, rồi gặp được một cái nơi mà tương lai tuổi già mình cũng có thể đến, rồi gặp được một ông thầy tương đối cũng chịu vui. Thấy quý vị, rồi giúp cho mình rất nhiều cái giải tỏ. Thấy không? Như thế nào cũng giải thích được. Việc này là cũng khó tìm rồi đó quý vị. Như thế nào cũng giải thích được á. Giải thích như thế nào cũng ra. Thấy không? Nó, chúng ta là những kẻ mà đi lạc lối trong khu rừng, mừng nhất là có người mà dẫn mình ra khỏi khu rừng đó. Thấy không? Nhớ nghe quý vị, cả quý vị gặp Phật pháp nhiều năm nay mà có khi quý vị cũng đang trong khu rừng, đang lặng mò trong đó không ra được, tự nhiên có người cầm cái cờ đưa lên. Quý vị lặng mò theo cây cờ đó để ra khỏi khu rừng, nên cái tâm cảm ơn đó nó lớn quý vị ơi. Đúng không quý vị? Quý vị nhớ Đức Phật A-di-đà là một cái ánh sáng đặc sắc nhất, im dịu nhất và bình an nhất, mà chúng ta lại nương vào bổn nguyện của A-di-đà Phật để cho chúng sanh cùng nương theo thì quá đẹp.
đúng không? Chúng ta không có ánh sáng im dịu đó được bao nhiêu đâu. Chúng ta mỗi người đều phải nương vào A Di Đà Phật để có ánh sáng đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà Ngài là vô lượng quang, vô lượng ánh sáng. Nên chúng ta nương vào Ngài có nghĩa là nương vào quang minh của Ngài, nương vào ánh sáng và trí tuệ của Ngài, để rồi chúng ta đem chia sẻ ra để nhiều người được nương vào, quý vị ạ. Nhớ nghe. Đó. Nên á, chỗ đông người có nhiều tranh chấp. Hai điểm kia, một là thông minh, hai là định tâm. Rồi tới câu thứ ba, chỗ đông người có nhiều tranh chấp. Tranh chấp mà nhìn thấu buông xuống thì mới là trí tuệ chứ. Công nhận không? Thật sự mà nói, sống trong cuộc đời này mà nếu nằm chờ sung rụng thì người này cũng vô dụng. Sống trong cõi đời này, con người tu đạo, đời đạo gì cũng vậy, phải phấn đấu, phải vươn lên chính mình, đúng không quý vị? Cái xã hội phát triển, con nít nhỏ xíu chưa gì hết, người ta đã gầy dựng một tư tưởng lập nghiệp rồi. Đa phần con nít bây giờ dạy, chắc trẻ em là đa phần là gì? Lập nghiệp. Phải gọi là vươn lên chính mình, phải hơn mọi người. Vì vô trường học, quý vị coi tư tưởng dạy học đi, phải không? Đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ quý vị là người tu hành thì quý vị cũng phải vượt lên chính mình. Mỗi người mỗi có cách vượt lên. À. Có người thì vượt lên chính mình đi đến sự khổ đau, có những người vượt lên chính mình đi đến chỗ an lạc. Tùy cái sự vượt của quý vị lên thôi. Hiểu không? Ô hô. Nên từ đó những đức cũng vượt nè, gọi là vượt quá trời vượt luôn, nỗ lực hết mình, thấy không? Cuộc sống như vậy người ta không cười chê mình, như những đức như vậy mà còn có những người ta còn nói những đức là ngồi không chờ cúng dường kìa. Chứ nếu như những đức không làm gì thì quý vị biết người ta còn nói cỡ nào chưa? Đó, nên từ nơi đó mình phải sống làm sao nỗ lực lên. Nó cái chỗ tranh chấp là cái chỗ để mà bạn có trí tuệ hay không, để bạn phát huy cái chỗ tranh chấp. Vì thường là chỗ tranh chấp là không có người dẫn đầu. Nếu bạn là người thật sự có bản lãnh thì bạn dẫn đầu luôn cái dàn tranh chấp đó thì nó mới thành công. Các vị ngồi suy nghĩ đi. Nó chỉ cần tâm thiện thì cái gì đến với cuộc đời này nó cũng thiện hết chứ. Nó thiện hết trơn á. Các vị nhớ nè, cái đồng tiền nó không có ác, mà do cái tâm con người ác để sử dụng ra chuyện ác. Chứ nếu như cái tâm con người đã thiện thì tiền có ác, người có làm ác gì mà quy về tiền cái nơi cái người thiện thì nó trở thành thiện hết chứ. Hiểu quý vị? Còn tội nhất cho quý vị là quý vị đi làm ác, quý vị phải đi chịu đọa lạc khổ đau. Cái chuyện đó quý vị chịu. Chứ đồng tiền nó là vật vô chi mà. Người ta để nó đâu thì nó nằm ở đó. Hiểu không? Mà do mình làm sai, mình đi kiếm tiền, mình làm sai. Mà có tiền được từ cái làm sai là do phước trong mạng mình có, mình mới kiếm được tiền. Mà mình uổng, mình đi làm sai để mình đi có tiền, tổn phước mình bớt đi. Nếu mình làm thiện thì phước mình càng lớn, đúng không? Giải thích rất là rõ ràng. Đó. Nên tất cả những người thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này phải nhớ kỹ. Không phải bạn giỏi, bạn tính được mà bạn giàu đâu, tầm bậy. Bạn giàu được thời gian, bạn có tính giỏi cỡ nào bạn cũng nghèo. Quý vị coi trong số lượng người ngồi đây đông gì và người coi trực tiếp rất đông. Những đức xin hỏi quý vị, quý vị đã có những khoảng thời gian quý vị tính làm là thành công, nhưng có những khoảng thời gian quý vị tính và làm không bao giờ thành công, đúng không? Thì đây là sự giải thích dễ hiểu nè. Cái tâm quý vị là cái ly nước là phước, mà lúc này là phước còn thì tính nghĩ sẽ thành công. Vì tôi tính uống nước thì có nước, đúng không? Nhưng bạn đã uống một khoảng thời gian sạch nước trong ly rồi thì bạn có tính uống nước cũng nước đâu mà uống. Đây là sự dễ hiểu cực kỳ luôn. Có nhiều người đặt câu hỏi, vì sao bây giờ tôi xui dữ vậy? Thời gian trước làm ăn được thấy ghê mà thời gian này quá trời xui. Đụng đâu thất bại đó, đụng đâu là cục vốn đó. Vì bạn khi làm ăn được thì bạn lại bỏ vào cuộc chơi
và tích lũy không giúp ai. Nhớ nghe. Nên phước của bạn đã hết vì bạn không khéo léo. Người ta mà nghe đạo khéo léo thì người ta uống một miếng nước, thì người ta để cái bình kế bên, người ta sẽ chế nước qua cái ly. Người ta uống ít nhưng người ta chế nhiều. Thời gian tôi đi tu mười mấy năm nay, tôi xin thưa với quý vị, tôi xài phước rất ít, nhưng tôi chăm phước thì rất nhiều. Nói thiệt á, ngày xưa tôi mới vô chùa là khi tôi hiểu một cái là tôi phát tâm. Trong vòng thời gian một năm mấy thôi, chùa đã lên tới 1.500 người. Vị thầy thật sự là ông cho mình làm, nhưng đòi hỏi là bạn có chịu làm hay không. Vì việc này bạn làm, ngày đêm tu cắt nhà, ngày đêm tu cắt nhà, hiểu không? Rồi á, vì cho người ta ở, mà tôi phải đứng trước cửa nhà người ta, tôi xin từng ngày từng bữa để cắt được cái nhà. Rồi tôi phải chịu, nói tóm tắt là lòn cuối, để cắt được cái nhà cho mấy bà già ở. Hồi xưa tôi đi đến nhà người ta bị chó vượt cũng chết nè. Nếu như ngày xưa ngoài đời là tôi vượt lại con chó chết mồ luôn. Hồi xưa tôi ngoài đời mà tôi nhậu mà chó vượt tôi là tôi vượt lại đó. Tôi không có sợ chó đâu. Vượt chó chạy ngờ ngờ luôn. Vượt xong rồi nó đứng lại, đứng nói mày mà chạy theo tao, tao bắt mày, tao mằn thức ăn luôn cho mày biết. Chó nó dãnh đuôi ra nó chạy. Vì biết thường con chó mà nó vượt mình là đuôi nó cong lại. Khi mà những đứa vượt nó là đuôi nó thẳng ra nó chạy. Xanh mặt xanh mày hết chứ. Xong những đứa còn đứng, những đứa chỉ, những đứa nói mày mà chạy theo tao, bắt mày nướng ăn luôn. Chứ bị biết ghê không? Chó xanh mặt xanh mày. Từ đó về sau đi ngang đoạn đường nó không có một con chó nào dám ra sủa chứ. Nó biết văn này không có văn tầm thường, không có dễ dọ quý vị. Vậy mà những đứa khi vô chùa đi tu, đi lỡ nhà người ta đứng chờ để nhờ giả, cả chó còn hù. Thì có một lần những đứa đứng, những đứa nói mày cứ hù đi, chứ nếu như ngày xưa là mày không có cửa đó đâu con. Ghê không? Vậy mà chó nó nghe nó hiểu quý vị. Vậy mà cuối cùng nó bước đi ra sau hè. Nó biết thằng này nó nhịn mình thôi chứ nó không phải sợ. Ghê vậy đó quý vị. Ê vị biết rằng á, vì cái việc cắt nhà thì có cụ ở trên đó thôi, mà những đứa có khi ngồi quán cà phê với người ta để nói chuyện này chuyện kia bàn tính, ghê không? Tại người ta kêu mình ngồi ở đâu mình ngồi ở đó để người ta cho mình cơ hội. Nó cái tâm đó nó phát tâm lớn quá, rồi không có ăn uống gì bao nhiêu, tối ngày cứ lo chuyện trong chùa ngày đêm. Rồi người ta chỉ bằng đêm cắt nghe, chứ đừng cắt bằng ngày. Thì bằng đêm lôi người đi cắt nhà, cái hai đêm là được cái nhà. Các nhà tranh thủ. Tại bên tay những đứa ngày xưa tới 300 chú đó, 300 người nam, thấy không? Vậy là tài vật nhân lực có, làm rất là mau. Nhưng cái gì mau thì nó cũng hạ xuống mau thôi. Nhưng cái quan trọng là bạn đã phát được cái tâm. Bạn phát cái tâm lớn quá, vì người ta, bạn vì người ta, bạn tin Phật mà bạn làm hết mình bạn luôn. Thì cuối cùng thì cái cơ sở hạ tầng đó nó không phù hợp để cho người ta ở đông được. Thì Phật Bồ Tát nhìn ra con người này có tâm, hãy đem con người này đi đến cái nơi mà cần họ và có được hoàn cảnh luôn. Việc này như Đức nói 100% với vị nghe là những Đức không biết ở đây. Nếu như những Đức biết ở đây và biết hòa thượng thì nói đây là do những Đức sắp xếp. Nhưng mà những Đức không biết ở đây và những Đức cũng không có cái gì để đi đến với hòa thượng để yêu cầu bất cứ một cái gì hết. Mà mình là người hoàn toàn hai bàn tay trắng và vô danh tiểu tốt đi đến nơi này. Lúc đó đòi hỏi là những Đức cùng với anh em đi chung đi đến đây, ai là người thật sự có bản lãnh. Hãy phản đấu vào.
Khi đi đến đây, những đứa không có một cách gì và cũng không phải vai trò gì luôn, không phải vai trò như ngày xưa ở trên kia. Mà xuống đây là những đứa cùng với anh em y rang nhau hết luôn. Và những đứa không được đặt trách một vai trò gì hết. Khi đi xuống đây, những đứa vẫn lo việc bình thường ở trong chùa, việc ai nấy làm cố gắng. Khi ngồi nhìn ra thì trong số lượng mấy anh em mà thầy đặt trách thì những người này không có tố chất lãnh đạo. Nhìn ra không có tố chất lãnh đạo. Mình nói nếu như mình phò những người này thì uổng công vô ích, không được cái kết quả gì. Thôi mình đứng lên luôn, ai mạnh thì làm chủ. Nó tu mà cũng phấn đấu thấy chưa. Mà phấn đấu vì cái gì? Phấn đấu vì một cái xã hội tự do. Công nhận không? Chứ nếu như không thì đưa một cái người đứng lên không phù hợp, sao nuôi các cụ đấy? Cụ khổ. Nên từ từ đó mình đứng lên, mình cố gắng nỗ lực hết mình. Ban đầu cũng vô cùng vất vả, nhưng tôi vượt lên chính mình, tôi phải suy nghĩ nhiều cách. Cái cách tôi nghĩ quan trọng nhất là tôi tin Phật thật sự. Tin Phật thật sự. Quý vị coi bây giờ bên tay mấy trăm người mà không có tiền, quý vị dám tin điều này không? Tôi không có tiền thiệt á. 100% quý vị, với cái tính con người tôi rất là lạ kỳ, dù ngày xưa ngoài đời tôi nghèo, nhưng tôi là một con người như thế nào? Tôi làm tôi sẽ xài hết tiền, mượn tiền tôi sẽ trả, chủ bao tôi bao lại. Tôi người như vậy đấy, nó kỳ cục lắm. Nghĩa là có tiền tôi sẽ xài hết, ngày mai không có tiền nằm buồn hiu. Nhưng mượn tiền nhất định tôi sẽ trả. À, ngày xưa tôi khi đi tu á, là thiếu nợ bà chủ mấy triệu, mà đúng là làm cho bà nhiều năm lắm chứ. Đi tu thì bà cho tiền đại đi, vậy mà cố gắng bán cái xe Honda, xong mình trả nợ một số chỗ nhỏ nhỏ, rồi xong mình còn mấy triệu mình lỡ mình trả bà cầm ngon lành. Nhưng khi mình đi ra khỏi căn nhà bà, mình nói cái bà chủ này công nhận bà keo thiệt. Tự tôi mà như bà, tôi còn cho tiền thằng này thêm nó đi tu mà, chứ làm gì mà lấy mấy triệu thì làm gì, nói không? Nhưng mà bà vẫn lấy mấy triệu đó, thấy chưa? Nhưng mà như Đức nghe nói sau này gia đình của bà cũng tiêu tan chứ, nghèo hết chứ, nghèo lắm, khổ. Thì quý vị biết rằng á, con người như Đức đã là như vậy thì đi xuống đây dù mấy trăm người không có tiền, nhưng như Đức lại tin Phật. Mỗi ngày như Đức kêu cụ niệm Phật đi, niệm Phật đi. Ở cuối cùng quý vị biết rằng là có tiền chút là lo cho các cụ, có tiền chút là lo cho các cụ. Cứ lo cho mấy bà nói ông này có tiền. Ghê không? Thì do là mà thấy ra quý vị. Chứ ban đầu thì nói thôi bây giờ đâu có mở miệng xin ai được đâu. Mà xin ai, ai mà cho, ai mà đưa. Thôi bây giờ người ta cho cúng được nhiều, lo nhiều, cúng nhiều, lo nhiều mà chơi ngộ. Chơi lạ nhất luôn. Người ta cúng được đủ tiền nấu cái lẩu đúng ga thì ăn bình thường, ăn được 2 ngày. Nhưng mà xạo, nấu đại cái lẩu ăn đi. Rồi có những người ngồi bên cạnh nói, giờ nấu ăn rồi, chịu ăn cái gì? Nói thì trưa nay ăn đại đi, chịu ăn cái gì tính sao? Mà khi nấu cho mấy bà ăn cái lẩu, thì mấy bà thấy tờ đi xuống đây mà sao? Ông chú Hiền cũng lo giữ cái chậu. Ông tội nghiệp, ổng quá trời tội nghiệp. Thôi mình có chút đỉnh tiền mình đưa ổng đại. Thì bà đưa. Bà đưa cái chiều mua đồ ăn nữa cho ăn. Thì bà đưa lo lại cho bà quý vị. Dư thì sáng ăn chút đỉnh, rồi trưa tính sao. Rồi tự nhiên người ta lợi, ta thấy như vậy, đông người vậy mà thấy đèn đuốc tối hù, bóng đèn như tí ti bằng ngón tay không, nó tối hù à. Ở dưới nhà bếp thì tối hù, mà toàn bằng cây đen khui nữa. Thì quý vị biết rằng là người ta thấy tội nghiệp quá, người ta đưa nữa. Đưa nữa thì chiều bánh họ. Bánh hỏi cho ăn. Không mà sau này con đường đi qua, nhà Đức mới thấy con đường nhà Đức đi đúng là chiến lược quý vị. Nó thật sự luôn á, chiến lược chưa từng thấy luôn. Nếu nhà Đức không làm cho nhà Đức thấy quý vị đó, thì nhà Đức đi tu mười mấy năm là chỗ đông người mà tu, gặp những sự cố mà tu, khó khăn mà tu, cuối cùng nó trở thành con người có kinh nghiệm đó, thấy không? Nó nên nó tin Phật Bồ Tát. Quý vị đừng có nói rằng cái sức lực con người mình cái gì cũng thành công. Có Phật Bồ Tát gia hộ đó bạn ơi. Đừng nói chuyện dẫn chơ.
bạn lại 3.000 lại Quan Âm mà bạn có Phật Bồ Tát gia hộ bạn té bạn chết đó, chứ đừng nói chuyện giận chơi. Tôi lúc mà tôi lại tôi thấy tôi gần chết nhưng mà tôi không chết, tôi Phật Bồ Tát gia hộ. Nhớ kỹ nghe, lúc quý vị lại Quan Âm á, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày dùng nước cam lồ ngày rải xuống đó, đừng nói chuyện giận chơi. Dù nóng là nóng đó, nhưng có nước cam lộ rải xuống đó. Giỡn hả? Quý vị biết rằng cái giọt nước cam lộ của Ngài mà rải xuống cho quý vị á, vừa khảo đảo quý vị là nóng nực, vị có kiên nhẫn không? Nhưng mà lại làm cho quý vị có sức định gan dạ. Rõ ràng. Nếu như mà không gan dạ là bỏ cuộc rồi. 3.000 lại không đơn giản đâu, đừng có nói chuyện giỡn. Mà cái khó của chúng ta là gì? Chủ ở, chủ ăn đều chặt chội, nằm lăn lóc tùm lum mà 3 ngày, bằng đêm lại ít ngủ, phải không? Khó đó. Còn nhận thức thì 3 ngày lại không ăn cơm, tẩy ruột, tẩy cho sạch ruột mà. 3 ngày không ăn cơm, chỉ một buổi ăn có 2-3 muỗng cháo trắng, mà không ăn cháo gì mà có bỏ đồ vô được, chỉ có cháo trắng mà 3-4 muỗng, 3-4 muỗng cháo bị sặc cái cũng mắc, chứ đừng nói chi lại, đúng không? Nó gọi quý vị biết rằng là cơ thể nó biết làm sao, nhưng nó được chỉ có một cái tâm lực rất mạnh. Tâm lực rất là mạnh quý vị. Bây giờ Nhân Đức muốn kể cho quý vị nghe những cái việc mà từ khi khó khăn và cho tới bây giờ gì. Và mỗi một lần tổ chức lễ, quý vị thấy phải là sự thành công của chúng ta là có Phật Bồ Tát gia hộ không? Wow. Mà Phật Bồ Tát gia hộ là từ đâu? Từ cái tâm của bạn có gì người ta hay không? Đúng không? Bạn phải nhớ sự thành công của bạn nó rực rỡ, cao vượt trội lên, thì Phật Bồ Tát sẽ đẩy bạn xuống. Bạn cho bạn gặp một cái nạn tai lớn trong cuộc đời, để làm chi? Để bạn mới làm Phật. Bạn nhớ kỹ, bạn tu bạn mới hiểu nguyên lý này. Nếu như không đẩy bạn xuống thì bạn lên cõi trời. Bạn tạo phước duyên mà bạn sanh tâm kiêu ngạo. Khi bạn sanh tâm kiêu ngạo, phước duyên bạn lớn, bạn chỉ sanh cõi trời chơi thôi. Chứ bạn muốn về thế giới của Phật thì tâm bạn phải định sâu. Mà định sâu thì bạn lên cao thì nhất định phải đẩy bạn xuống. Bạn phải gặp nạn te tua tả tơ tàn ta. Thì sao? Nhiều mặt, đúng không? Nó cây cao gió lớn. Bây giờ gió chưa đủ lớn là cây chưa đủ cao đó bạn à. Hiểu không? Nên hòa thượng mình ngày nhìn ra, nên ngày mới kéo những đức lại hoài. Hay gịch những đức lại, gịch những đức lại thời gian dài một chút. Hiểu không? Thời gian dài một chút. Sống trong cuộc đời này, cái người tu hành mà người ta lo cho chúng đông, thì cái nói cái nghĩ của người ta quý vị không có đón được. Quý vị đón có chừng sai. Có khi những đức, những cái câu nói những đức nói cũng như thế gian vậy thôi. Cả nói qua nói lại nhau giữa những đức với hòa thượng cũng như thế gian mà gọi là nói qua nói lại đúng văn tự vậy thôi. Còn những việc làm của trong nội tâm thì đó tự hai người biết. Hiểu không? Nên mình đi đến chùa, cái đặc biệt của mình là Phật tử, mình chỉ cần siêng niệm Phật là được rồi. Hiểu không? Đi nhiều chuyện nhiều điều làm chi? Đi tìm hiểu việc này làm chi ạ? Tại vì nhà mình có mấy người mà mình giải quyết còn chưa được mà, mình đi thêm chuyện làm chi? Đúng không? Để nó khổ quý vị. Nó cái đó là ngồi suy nghĩ lại, để tự mình á chọn cái nhẹ hay chọn cái nặng là bản thân mình tự chọn đi. Đúng không? Nhớ kỹ nghe. Nó quý vị coi ở đây á, là nhân sự cái gì đâu vào đó hết trơn. Cứ vậy mà làm mà sống. Thì trong nhân sự đó cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Những đứa hỏi quý vị, nếu bàn tay mà ngón nào cũng vậy chứ coi được không? Rồi, nếu bàn tay mà ngón nào cũng vậy chứ coi được không? Nó bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nó mới gom lại nó thành bàn tay mà coi có lớn có nhỏ. Ý là trong cái cuộc đời nó cũng có lớn có nhỏ.
Trong nhà thì nhà có nhà đông người, nhà ít người, thấy không? Nhà có nhà lớn, nhà to, cây có cây to, cây nhỏ, thấy không? Còn quốc gia, có những quốc gia thì lớn, quốc gia thì nhỏ hơn. Dân số thì có dân số nước này nhiều, dân số nước khác ít. Thì bây giờ nhân sinh nó đã là như vậy thì con người nó phải là như vậy chứ, đúng không quý vị? Thì mới nói là thế gian, nên mới nói là gì, chỗ đông người có nhiều tranh chấp, đông người thì mới tranh chấp, đông người mới tranh chấp, có nhiều tranh chấp. Còn nếu ít người thì ít tranh chấp, có hai người thì có hai sự tranh chấp, có hai vợ chồng tranh chấp nhau mà bị chịu còn không nổi nữa, có hai mẹ con tranh chấp mà chịu còn không nổi nữa. Còn cái này người ta sống 2000 người tranh chấp mà ta vẫn cừ, thấy rèn từ trong đỉnh không? Đó, thấy 2000 người quanh năm không? Bởi vì thấy những đức bị gặp là đa vạn, vì thấy những đức vui là do từ đâu ra? Chỗ đông người có nhiều thị phi, người ta nói này nói kia tôi mà tôi vẫn định tâm giữ duy trì được mình. Chỗ đông người có nhiều tranh chấp, tranh chấp kệ họ, tôi cứ làm việc của tôi cho thật tốt thôi, đúng không? Đó, nên á, mỗi một con người chúng ta bị nhớ, có những người ta nói mình nãy kia mình không nói họ luôn, thì bản thân có khi bản thân của họ cứ như vậy mà tiếp tục. Có khi chúng ta cũng trọt trọt vài câu vô giống thế gian chơi vậy đó, trọt trọt vài câu như thế gian chơi vậy, rồi xong nghỉ nói, nó hoàng chi cho nó mệt. Nó nên từ nơi đó tự nhiên á, nó cũng có cái sự lý thú, nó lý thú rồi nó cũng phái chí, nó tìm vài câu thị phi dữ hơn, nó chơi mình mới biết thì ra nó thị phi đến mức đó, đúng không? Còn nếu vị không nói luôn thì nó có một câu mà làm sao khảo đảo được quý vị. Những đức nói cho quý vị nghe, quý vị lúc nào cũng an lạc hết trơn, ai chịu nổi quý vị? Người ta không chịu nổi quý vị vì quý vị quá an lạc. Giờ những đức hỏi quý vị là quý vị đi đâu quý vị cũng cười, đứng đâu cũng cười, ngồi đâu cũng cười, quý vị nói tôi an lạc quá. An lạc quá rồi ai chịu nổi quý vị? Ngộ là người thế gian người ta nói bị khùng, vì nó nói quý vị sao chỗ nào cũng cười được hết, nó nói mình khùng. Nên có những lúc mình phải giống họ một chút thì họ nói mình bình thường, hiểu chưa? Nó bây giờ mà nói cái gì quý vị cũng như bất động hết trơn, thì cái này không còn cảm giác nữa, hiểu không? Mà tu thì mình phải có cái phiền não, mà phiền não thì nó mới cho mình cái góc độ nhìn phiền não nó làm sao, thì quý vị mới đem cái sự lý giải cho người ta biết được khi phiền não làm sao, thì quý vị mới dạy người ta làm sao cỡ phiền não, đúng quý vị? Hiểu không? Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, trong cuộc đời chúng ta không có được ai thương, mà mình chưa bao giờ được thương ai, thì làm sao quý vị lý giải được cái chuyện mà mình được thương và mình thương người ta? Mình phải có thương và mình phải có bị ghét, rồi bản thân mình mới có cảm nhận những điều đó, nên mới thành ra cái pháp sống động của nhân sinh. Đó, thí dụ như bây giờ cái bà này chưa đẻ thì làm sao bà biết được cái mùi đẻ? Hiểu không? Người phụ nữ mà chưa đẻ thì không hiểu được cái giá trị làm mẹ hay sao, hiểu không quý vị? Nói vậy thôi, mấy sư cô đừng đi đẻ nha, hiểu không? Nghĩa là mình hãy hướng đến cái giá trị giải thoát đi. Khi bị hướng đến cái giá trị giải thoát cực điểm, quý vị sẽ cảm giác được cái khổ của nhân sinh. Nó sẽ hiểu được cái khổ của nhân sinh. Như Đức Phật ngày có đẻ đâu, mà sao ngài hiểu được cái khổ của người ta hết trơn nhỉ? Là tại vì ngài dùng cái trí tuệ ngài để quán chiếu thế gian, ngài nhìn rõ nhân sinh khổ đau như thế nào, nó từ nơi đó mà ngài biết hết chứ. Nó nên còn thế gian á, là quý vị khi đã có chồng và khi đẻ con thì quý vị sẽ hiểu được cái tình mẹ sâu sắc cỡ nào, hiểu không?
Tại vì khi quý vị làm mẹ, cái gì quý vị cũng muốn cho con quý vị. Cả quý vị ăn ngon và quý vị mong ăn ngon đồ ăn này cho ăn được để chi? Để có sữa cho con bú. Quý vị thấy không? Nó điều gì con, nó sanh cái tâm gì con liền. Nhưng mà nếu không nghe đạo thì cái tâm gì con nó nhỏ bé lắm. Nó chỉ vì con mình thôi mà không biết thương con người ta. Đó, mở rộng rồi thấy chưa? Thấy những đức chia sẻ bào pháp nó mở rộng đó. Nếu như quý vị không nghe thì quý vị sẽ thương con quý vị như vàng, nhưng quý vị coi con người ta như phân. Có nhiều người con của mình không cho làm cái gì, nhưng con người ta làm thuê làm mướn cho mình thì bắt con người ta làm mà chửi rủa con người ta, đai đọ con người ta. Đó. Có những người phụ nữ đi, con ruột của mình thương hơn cái gì mà con rẻ ghẻ thì mình đối xử tệ bạc. Thì con ghẻ nó cũng là con của người ta, và người làm mẹ kia cũng như mình làm mẹ của mình, mà nó xa tình mẹ, tại sao mình không thương con người ta như thương con mình? Ích kỷ, nhỏ mọn, thấy chưa? Nó nên có khi mà ghét chồng hay ghét vợ, quýnh đập con ghẻ người ta. Bảy, nó đã thiếu tình thương, mình không bù đắp tình thương cho nó, vậy thì con mình ở đâu được người ta thương? Mình thương con mình quá, mình muốn con mình được nhiều người thương thì mình phải thương con người ta là nhắn. Quả báo là con mình được thương. Nên mấy cái người mà nuôi con ghẻ là phải thương còn nhiều hơn con ruột mới đúng. Vì nó thiếu tình thương hơn con ruột. Mình mà thương con ghẻ thật lòng thì mình mới thương con ruột thật lòng. Còn đối với con ghẻ mà mình ít thương là con ruột mà nó có thương thật lòng đâu. Tình thương quý vị là tình thương không hiểu biết, là không có thật lòng. Nó những điều như Đức chia sẻ gì đó, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Để bản thân mỗi người chúng ta biết thương cha mẹ mình, hãy nghĩ cha mẹ người ta. Từ nơi đó mà mình thương anh em ruột mình thì mình thương anh em ruột người ta. Cái tâm đó nó mới lan can, nó mở rộng ra. Như chùa mình tình thương, mến thương nó đâu phải dài qua con người đâu, mà nó là vô lượng, dù bao nhiêu mình cũng thương. Nhưng khả năng mình làm được bao nhiêu mình làm. Tại vì mình bao trùm hết cả cái thế giới này cũng không được. Nhưng mà cái tâm mình lượng cả thế giới thì được. Nhưng cái hạn hẹp của cái thế gian làm là giới hạn. Còn cái tâm thì nó vô hạn. Tại vì cái tâm mình nghĩ mình thương là nó vô hạn. Nhưng cái việc làm thì hữu hạn. Việc này mình phải hiểu. Nên thường con người chúng ta khổ là ngay chỗ nào? Chúng ta làm được một việc tốt, chúng ta muốn làm việc tốt, chúng ta muốn làm việc tốt, chúng ta muốn làm việc tốt. Nhưng mà trở ngại cỡ nào chúng ta cũng không biết tùy duyên thì chúng ta dạy. Chúng ta muốn làm việc tốt, muốn làm việc tốt nhưng nó thuận duyên mới làm. Nhưng nó nghịch duyên mình nghĩ làm. Nghĩ làm chứ sao? Mình dùng tâm, mình thương, mình dùng thân, mình giúp. Nhưng mà đến lúc mình dùng thân giúp không được thì mình dùng tâm thương. Quý vị mà hiểu được nguyên lý này thì ai chối buộc được quý vị? Ai chối buộc được mình đâu? Hiểu không? Đó. Nên bây giờ người già về chùa mình càng ngày càng đông. Chùa mình có rộng cỡ nào cũng không có chỗ chứa. Bây giờ không có chỗ chứa. Bà Thượng ngày kêu thôi tạm dừng lại đi, đông dữ lắm rồi đó. Mấy ông có lo nổi không? Nè. Riêng bản thân Nhân Đức thì không có nói cái chuyện nổi không nổi ở đây. Chưa bao giờ Nhân Đức nghĩ cái chuyện nuôi con người mà lo không nổi. Lo không nổi cũng hiểu được lòng người. Đúng không quý vị? Cuộc đời con người lúc thịnh vượng thì ai cũng đến với mình ào ào chứ. Chúng ta hãy có những ngày tháng thắt ngặt một chút để coi có tình người chân thật không. Đúng không? Sống trong cuộc đời này ai mà không chết lặng. Nên chúng ta cũng phải sống làm sao nó cho nó có ý nghĩa. Ý nghĩa của đời người nó không phải là 100 năm hay là 50 năm hay là 10 năm hay là 1 năm. Mà ý nghĩa của đời người là ngày hôm nay bạn phải sống nhiệt tình. Vì ngày hôm nay bạn sống nhiệt tình, bạn có biết ngày mai bạn có được sống như ngày hôm nay hay không? Đúng không quý vị? Chúng ta ngồi ở đây ngày nay, giờ này, không biết một chút những đức đi về phòng khu tăng, nó còn đi qua tới bên đó được hay không? Ai biết được? Quý vị thấy có những con người người ta khỏe vô cùng, tự nhiên cái ịch một cái là... miệng mồm, nước miếng nước bọt tràn ra chết queo. Có không? Tại sao chúng ta không nghĩ điều đó?
Nên cái ý nghĩa của đời người không phải là nói bao nhiêu chục năm. Nếu bạn cho nó là bao nhiêu chục năm mới là ý nghĩa, vậy thì cuộc đời bạn luôn luôn bận tâm về những cái ngày mai khổ quá trời. Những đức đi xuống đây, mới đây của nó cũng đã 10 năm, trên Đà Lạt được 5 năm là đi tu 15 năm. 15 năm nó cũng đã đi qua rồi, những đức đâu có nghĩ nó tới 15 năm. Mà nó cũng đã đi qua 15 năm của cuộc đời đi tu rồi còn gì. Những đức cũng chưa bao giờ suy nghĩ mình nuôi bao nhiêu bà già gì. Nhưng bây giờ nó cũng đã nuôi bao nhiêu bà già gì rồi còn gì. Thì hãy làm của ngày hôm nay đi. Đúng không quý vị? Nghe gì tâm trạng thoải mái gì đâu quý vị thấy chưa? Có người ta cứ khổ mãi cho cái có tiền ngày hôm nay và sợ ngày mai bị hết tiền. Trong khi tới cuối đời chúng ta vẫn đem tiền cho con cháu hết trơn. Bản thân chúng ta lại nặng gánh vì cái chuyện con và cháu của mình để bản thân mình phải lo âu. Tự nhiên mình đi gồng gánh cái chuyện lo âu này để là cho người ta. Tôi đâu có làm gì. 3-4 điểm chùa cũng lo chứ. Nhưng mà tôi đâu có làm cái chuyện nặng gánh này. Tôi nói với tất cả các huynh đệ trong chùa, tất cả các ông đều có khả năng như tôi. Nhưng bây giờ tôi làm được thì tôi làm vậy đó, các ông phải nỗ lực lên. Chứ không phải là tôi nặng gánh, tôi sắp xếp cái gì để cho mấy ông tương lai được ngon lành. Nhưng những cái gì tôi đã làm qua tôi đều nói cho các ông nghe. Các ông như vậy mà làm thì tốt, còn các ông không như vậy mà làm thì kệ các ông. Cái chuyện này tôi không có nặng gánh. Thấy không? Mình làm cha làm mẹ người ta, con đường mình sống cho nó đặc biệt đi. Mình sống khổ cực còn muốn con an vui, không có chuyện này đâu. Chúng ta làm cha làm mẹ, mình là cái gốc cây, còn con cái của mình là cành lá hoa quả. Mình là cái gốc cây mà còn eo ọt khó nuôi, đừng nói chỉ cành lá hoa quả mà sống được tốt, không có lý đó đâu. Nên nhiều người làm cha làm mẹ chúng ta đã hoàn toàn thật sự là thương quá thành mù quét. Chúng ta không biết mình ở vị trí nào. Người mà đã không biết mình ở chỗ nào thì mình là người học đạo vô ích. Đúng không? Xem là mình ở vị trí nào. Mình là cái gốc cây hay là cái thân cây? Cái gốc cây. Quý vị là chủ gia đình là gốc cây. Mà gốc cây thì phải cần bồi dưỡng được tươi tốt. Mà gốc cây mà tươi tốt rồi thì cành lá hoa quả mới xum xê. Quý vị chỉ cần làm cha làm mẹ thật là tươi tốt, thật là tốt đẹp, một ngày nào con quý vị sẽ tốt. Yên tâm đi. Quý vị thấy rõ ràng không? Người ta bán cây xanh á, người ta cắt chuỗi lũi hết trơn, chỉ còn cái gốc to thiệt là to to đùng. Cái gốc cây to người ta bán được tiền nhiều. Quý vị đi mua cây sứ đi. Cây sứ mà nếu mà cái cành thiệt là rộng mà gốc nhỏ bán rẻ lắm. Nhưng mà cái cội sứ to ở trên chuỗi lũi người ta mua cây này giá cao. Cái gốc còn ngon mà. Đúng không? Sự thành tựu của chúng ta là thành tựu của con chúng ta. Mà thành tựu cái gì mới là thành tựu? Vì nó thành tựu sự nghiệp á. Sai rồi. Sự nghiệp tiền bạc có khi nhiều càng khổ ác hơn. Thành tựu niềm vui, thành tựu tâm giải thoát. Giải thoát quý vị đừng có cho nó quá cao xa. Có nhiều người cứ đặt cái câu là tu hành cố gắng, khi một ngày nào thỏa mãn định lục chết để mà giải thoát về thế giới cực lạc Tây Phương. Còn ở cái cõi này thì con khổ đau, chứ làm sao mà tránh được cái khổ. Vì sao bị giải thoát? Cái giải thoát là cái khổ đau trong cuộc đời, hiểu cái nguyên lý nó sẽ chết và cuối cùng là chấm dứt cuộc đời. Dù có cái khổ đau gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng giải là hiểu được vô thường, thoát là không để trong tâm. Đúng không? Bây giờ dù là bị vợ, bị chồng đối xử tệ bạc cỡ nào, bị con hắt hủi, nhưng cái tâm giải thoát bạn có hiện tại nè, chứ không phải là chờ khi bạn chết hoặc rước. Nếu chờ tới bạn chết hoặc rước vậy thì 5 năm, 10 năm sau bạn phải khổ sao? Mà từ hôm nay bạn nghe Phật Pháp là bạn không có để trong tâm những thứ đó nữa. Mà bạn phải biết rằng đây là món nợ mình phải trả, nên mình không có khổ nó làm gì. Hiểu chưa? Nghe thấy hấp hơi không? À, thấy chưa? Nó phải như vậy đó, nó mới hấp phê. Quý vị nhớ nghe, có những cái hấp phê trong cõi đời mà càng hấp phê thì càng khổ. Có những cái hấp phê trong cuộc đời mà quý vị càng hấp phê thì càng muốn hấp phê. Mà ai cho quý vị cái sức lực đó mà hấp phê hoài. Nhưng mà có những cái hấp phê trong Phật Pháp, nó càng hấp phê càng hấp phê. Vì sao? Vì nó giúp cho vị buông xuống nhiều cái gánh nặng, nên càng có sức để áp phê.
không? Chúng ta là gánh vác trên vai nhiều quá nên nặng gánh, không có còn cái niềm vui tăng lên được. Chỉ có Phật pháp giúp cho chúng ta cởi mở và buông nhẹ xuống thì cái niềm vui mới tăng lên. Còn cái áp phê của thế gian có những loại áp phê mà chúng ta càng áp phê thì càng xuống dốc. Thấy không? Nguy hiểm quá. Giảng đến mức này là thôi thật sự mà nói thì dữ lắm rồi. Thấy không? Cỡ mở hết trơn rồi còn gì nữa giờ. Thấy không? Nên nó dù và các chú các cô về đây ngồi đau chân nhưng mà đi đến đây là được cỡ ra. Thì mấy bà nói là ở nhà cũng được cỡ mà thầy. Nhưng mà có những cái mà ở nhà mấy bà cỡ ra mà mấy bà lại khổ. Nhưng mấy bà vô đây mấy bà lại cỡ ra những cái mà ở nhà cỡ không được. Hiểu không? Chùa là tổ ấm ta về mà. Phải cảm thấy bình an và có một điểm nương tựa bình an, và có một điểm giải thoát nương tựa bình an thì chúng ta mới thật sự cỡ ra. Nên từ nơi đó phàm phu như mình ngộ lắm. Vừa cỡ cái này thì bặn cái khác vô. Gọi là cái bệnh nghiệp của thế gian quý vị, đầy quá. Nên vừa cỡ anh á thì bặn em, mà vừa cỡ em thì bặn anh. Tại vì sao? Cái nhân tố của cõi đời này nó là nguồn gốc khổ đau. Nên cỡ cái này thì xuất hiện cái nhân khác để bặn vô. Nên ông thầy mỗi ngày phải cỡ cho quý vị. Nhân Đức nói rằng nếu một tháng Nhân Đức mà không cỡ là thôi cái như bùng sình tùm lum mình. Thấy ngày nào cũng cỡ, thấy chưa? Ngày nào cũng cỡ cho, ngày nào cũng tắm cho. Quý vị nói quý vị thay đồ, rồi bị tắm nước, cái này chưa đạt. Mà cỡ phiền não tắm nước cam lồ. Hiểu chưa? Tiêu tặng tâm của mình, nó tẩy tâm sạch sẽ để bỏ câu vật hiệu vào. Câu vật hiệu thì chỗ sạch chỗ dơ gì Phật cũng không từ nan đâu. Nhưng mà sợ tâm mình dơ quá rồi, nó loạn quá trong đó rồi, mình không có thể nào tưởng nhớ đến Phật được. Nên phải tẩy cái tâm cho nó sạch để nhớ Phật mà thôi. Đúng không quý vị? Nó nên người tu lâu năm, người đã siêng niệm Phật thì đừng có nên sợ chỗ đông người. Có nhiều người bị mang cái bệnh này lắm. Nó tu lâu năm, nghe pháp Đại Lão và Thượng Tịnh Không giảng nhiều năm, có những câu ngài giảng quý vị không có hiểu, nên cuối cùng quý vị đi chánh đại chúng, chánh những pháp hội lớn, cứ lỡ đó thôi, chuyện ai kể người ta. Mình có niệm Quan Âm, mình có lại Phật Di Đà, đúng không? Phải chi lỡ đó mà đốt giấy tiền vàng bạc không thì khỏi lỡ. Nhưng mà cũng phải ghé ngang coi thử nó đốt làm sao, để bản thân mình cũng học được bài học một chút. Nó thấy không? Không chi là cái chỗ lại Quan Âm, cái chỗ tu niệm Phật giải thoát. Có những người đã đặt cái vấn đề tình chấp nặng nề. Tôi nghe pháp một người này nhất định tôi không nghe ai. Nhưng quý vị nếu nghe một người này mà quý vị mà làm mà phù hợp được rồi đó, mà có thấy một đời này giảng sanh thì quý vị cấm gốc một người này cho nó chắc. Hiểu không? Còn nếu mình đã cấm gốc chắc rồi á thì mình có vớt ngang ai đi chăng nữa nó cũng là bài học kinh nghiệm mà. Tại vì cái gốc mình đã cấm chắc rồi còn sợ cái gì? Đúng quý vị? Nên có những người ta nói một câu, phải nghe pháp những người tu thiệt là nhiều chục năm nó chắc ăn. Chưa chắc ăn. Thấy không? Thí dụ như cái người này tu quá nhiều chục năm, họ giảng pháp cho vị nghe thì họ sống mấy chục năm. Còn cái người này còn trẻ mới lên giảng pháp là do họ tu cũng nhiều chục năm, họ chết họ tái sinh lại làm sao? Ai biết được. Hiểu không? Nên trong cái cuộc đời này quý vị ơi, có khi quý vị thấy
cái gốc ở dưới nó thiệt là to, nhưng nó bị chặt cụt ngang cái mặt đất. Nó mọc lên có một cái tia sống của một cái cội nhỏ tí tí. Quý vị không chịu nhìn ra ở dưới nó có cái gốc bự lắm, nó mọc ra cái cành nhỏ thôi. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó mỗi người chia sẻ Phật Pháp á, nó có cái hay. Nhưng mà đừng nên đem tất cả cái hay để thành một phương pháp, mà chọn một phương pháp cắm gốc cho chắc, rồi thấy được những cái hay phù hợp chỗ nào thì áp dụng chỗ đó, còn cái gốc tu giải thoát là phải duy trì. Nghe không? Vậy thì thành công rồi. Còn riêng Nhẫn Đức thì một câu Phật hiệu mà viết văn tự gì Nhẫn Đức cũng không biết nha. Mà không biết sao nói chuyện với vị nghe tiếng gửi rồi. Chỗ này mới ghê nè, tiếng gửi rồi đó. Thấy không? Mà nãy giờ bao nhiêu câu quý vị nghe tâm đắc mà. Đúng không? Mình ta nói ta không biết văn tự gì. Còn mình biết văn tự quá, quá trời, mình lên đây mình nói thử đi. Mình nói chắc không khớp được. Và tự nhiên mình vừa mình dự định lên nói mình quên quên mất tiêu. Những đức nói với quý vị nghe, dù quý vị có giảng dạy trường học cỡ nào, nhưng quý vị thử lên giảng pháp đi rồi mình sẽ biết. Nó lạ kỳ lắm. Nên khi giảng pháp là phải là đạt đến trình độ là pháp sanh tự nhiên, thì lúc đó quý vị mới giảng tự nhiên. Vì pháp sanh tự nhiên là quý vị không còn bị câu thúc văn tự, quý vị không còn thấy người ta nhìn quý vị bằng một cái góc độ nào. Góc độ nào người ta nhìn quý vị là kể người ta, còn mình cứ nói theo góc độ của mình. Đúng không? Vậy thì quý vị mới chia sẻ Phật pháp được. Chứ đừng có nói là tôi bây giờ tôi giảng dạy trường học bao nhiêu để lên tôi giảng, chưa chắc. Vì lên nói ở dưới nó không nghe được, nói nó không vô. Những đức là do có hành trì nói vị mới vô đó. Không có giỡn đâu nghe. Ở tuần chủ nhật nào mà ta cũng về ào ào gì là đâu có đơn giản đâu chàng. Vị coi á, một cái la sô mà ca sĩ mà người ta làm ra, ca sĩ này phải cực kỳ nổi tiếng, phải nổi bật dữ lắm mới dám lập la sô cá nhân. Ví dụ như nếu người này mà không được nổi tiếng mà lập la sô, có mấy người lỡ lỗ tới mồ. Ban nhạc đồ tùm lum tùm la sẽ sắp xếp chương trình, thuê một cái rạp thiệt là lớn, bao nhiêu tiền bạc đó quý vị. Nếu mà hát mà không thu thập tiền bạc vô, tiền đâu mà trả, ai mà dám lập ra la sô. Mà thêm ít người coi quá bể sô sao, sợ lắm. Con này tuần nào tôi cũng chơi la sô luôn. Đâu từng chơi mấy lần luôn mà thường xuyên. Thưa quý vị, bây giờ một câu ai Phật niệm đến cùng thôi, một ngày thôi là cái show người ta bao nhiêu người vô coi. Quý vị coi đó. Nên từ nơi đó mà quý vị coi cái la show này là la show đặc sắc. Chỉ có một người hát hoài mà nghe không chát, đúng không? Nó có cái bà kia bà nói một câu rất là hay. Con nghe thầy giảng á, con nói thiệt cho thầy là con không có làm được thầy, nhưng mà sao con vẫn phái nghe thầy giảng. Nói được bà cứ nghe thôi. Nghe làm có được, nhưng mà con phái nghe thầy giảng. Vì sao? Lúc thầy giảng con vui, mà tự nhiên con có buồn nữa thầy. Nên con chưa có làm được những việc niệm Phật cầu sanh cực lạc gì, mà sao con phái nghe thầy giảng. Thấy không? Đạt chưa? Người nào muốn giảng sanh thì nghe cũng được, mà người không muốn giảng sanh nghe cũng được. Người muốn có chồng nghe cũng được, mà người muốn có vợ nghe cũng được. Người muốn làm BD nghe cũng được. Giảng nào cũng được. Vì sao? Vì bài pháp phong phú, phong phú đa dạng luôn. Để thấy không? Tốt, tốt, tốt. Cứ như vậy thôi. Cái tốt nhất là chúng ta bây giờ có cười hay không. Đúng quý vị không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chúng ta không cười là khổ lắm chị em ơi. Hiểu không? Nụ cười là sự trang điểm đẹp nhất trong cuộc đời này và cho bản thân chúng ta. Hiểu không? Nếu mà xã hội này ai cũng vui cười thì xã hội này không có kiếp nạn. Nếu mỗi một người lãnh đạo của quốc gia mà biết được cái niềm vui của đất nước mình thì không bao giờ đi xâm phạm quốc gia khác. Nhớ kỹ, khi đi xâm phạm quốc gia khác
thì người dân chúng ta vợ cũng xa chồng, con cũng xa cha, và sự tổn thất của tiền bạc quốc gia cũng có. Nếu hiểu được nguyên lý thì mỗi quốc gia nên cố gắng gầy dựng đất nước mình cho tốt. Mà mỗi đất nước cường thịnh thì chúng ta sống trong một thế giới đại đồng, phải không quý vị? Tại sao đi làm khổ cho nhau chứ vậy? Dù mình có đi đánh thắng đi chăng nữa thì mình cũng bị tổn thất gì của cải mà nhân lực. Mà đã là của người ta làm sao mình giành được đấy? Nó của người ta làm sao giành được? Chứ bị ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ nước Mỹ nó cường thịnh cỡ nào, nhưng mà muốn lấy nước Việt Nam mình cũng đâu có được. Vì đâu phải là của anh đâu mà anh lấy. Anh hãy để cho người ta sống bình yên đi. Chứ biết tại sao đất nước Việt Nam chúng ta bình yên mà nhiều không quý vị? Ít có chiến tranh đâu. Vì đất nước Việt Nam chúng ta đâu có muốn đi làm khổ ai. Biết an phận, biết tự sống với cái quốc gia của mình tốt. Thấy không? Ai đến mà lắng ép quá thì tính sao? Còn nếu mà còn ngồi xuống nghị hòa thì được. Nhưng mà quá lắng ép tôi là không có được. Cái gì cũng đừng có quá đáng. Tuy nhỏ nhưng có vỏ đó bạn. Hiểu không? Nước Việt Nam chúng ta nhỏ mà có vỏ nghe. Từ xưa tới nay mà nhiều cường quốc muốn xâm phạm đâu có được đâu. Thời gian thôi. Từ xưa tới nay bị coi lịch sử có phải không? Nó lúc nào cũng đẩy lùi, chạy về nước chạy không kịp. Rõ ràng thấy chưa? Nên chúng ta mỗi người mà nghe đạo nghe, mỗi người cần phải nghe đạo đến chi? Để biết xây dựng đất nước mình cho tốt. Được rồi. Hiểu không quý vị? À, chúng ta giờ nghe đạo rồi, chúng ta xây dựng gia đình mình cho tốt đi. Rồi thế má đồ đóng cho đàng hoàng. Tại vì sao? Dù cỡ nào cũng xây dựng đất nước. Nó phải có người lãnh đạo chứ. Còn mình mà người học Phật rồi mà giờ thế má mình không lo đóng, mình trốn thế. Mình sai rồi. Trốn thế là ăn cắp của công của tâm bạc, của đất nước. Của công của đất nước, hiểu không? Trốn thế là ăn cắp của công của đất nước. Còn người ta làm không phải chuyện của người ta, nhân quả tự đến với họ. Còn bản thân chúng ta làm một người dân tốt, một người dân đóng thế đàng hoàng, đúng phép tắc quy tắc đàng hoàng. Hiểu không quý vị? Nên những đức, ví dụ máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ, thì những đức thì thật sự muốn phát triển cho nhiều người lợi ích thôi. Riêng bản thân những đức không có biết gì cái việc mà nó cái nguồn nó đi đến với mình này kia đâu. Chỉ biết cái đó là cái lợi ích tốt quý vị. Thấy không? Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều quá. Nó thì quý vị nên trân quý cái máy niệm Phật, nên trân quý cái máy nghe pháp, nên trân quý cái đèn bông sen nhà đức tặng cho quý vị. Vì nó đi đến đây cũng không dễ đâu quý vị à. Không dễ. Nó đi qua bao nhiêu cái biển cả mênh mông. Bao nhiêu người hỏi thăm nó. Nó có chạy về tới đây được đó quý vị ơi. Rồi càng ngày quý vị càng có nhu cầu nhiều quá thì nó phải chạy bao nhiêu đường để về tới đây. Nên quý vị nên trân quý nó. Và mỗi người cầu nguyện cho nó đi qua suôn sẻ. Chứ tôi ta giữ nó lại ở đâu, nó niệm Phật ở nơi đó. Tôi kệ nó đi chứ sao bây giờ. Nó tội nghiệp thế ghê. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó không đơn giản đâu quý vị à, trong cái cuộc đời này. Rồi tìm cái nữa, cái lượng máy mình giờ ra nhiều quá. Ra quá nhiều. Rồi Phật tử thì thật sự cũng muốn có cái tâm để truyền Phật Pháp, truyền niệm Phật cho nhiều người được nghe. Nhưng vì truyền viết rồi bây giờ nó đầy. Viết rồi bây giờ nó cũng đụng chạm tới cái chuyện người ta mà làm ăn của người ta. Đưa ra rẻ. Rồi bây giờ thành một cái quy mô lớn. Rồi đụng chạm những cái nơi người ta buôn bán. Rồi cuối cùng người ta cũng đi kiếm chuyện tôi. Khổ ghê. Trong cái cuộc đời đó là như vậy đấy. Nó bây giờ chúng ta mới mau mau đi về thế giới cực lạc mà sống. Hiểu chưa? Trong tất cả cái vô lượng trong cuộc đời này thì không có cái quan trọng nào bằng vô lượng thọ và vô lượng sức khỏe. Quý vị công nhận quý vị?
Bây giờ giàu sang danh tiếng lẫy lừng mà không có sức khỏe và không có thọ mạng, bạn dùng ở đâu? Đâu có dùng được đâu. Nó cái môn giảng mà lâu lâu mà hét lên cái này mới dữ dằn nè. Người ta thường là đoạn cuối là hét không nổi, lên không xong, cứ đơ đơ vậy đó. Nhưng mà tôi là đoạn cuối là tôi hét dữ lắm. Thấy không? Nó tụ năng lượng biết chưa? Nó nên cái vô lượng thọ và vô lượng sức khỏe là cái mà chúng ta cần nhất. Mà ở đây thì không thể nào cầu được cái này, vì nó đều có giới hạn. Nên chúng ta phải đi về cực lạc thì mới có cái này. Cái đặc biệt của thế giới cực lạc mọi người phải về nè. Vì có vô lượng thọ, vô lượng sức khỏe, nhưng kế đó quý vị lại có vô lượng trí tuệ. Tuyệt chưa? Quá tuyệt chưa? Nếu như quý vị có vô lượng thọ, vô lượng sức khỏe, nhưng quý vị lại ngu, chịu thua luôn. Bây giờ có sống bao nhiêu vạn năm đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng chào bà chị. Vậy thì sống bao nhiêu chục năm chi ạ? Có ý nghĩa gì đâu. Vì mình không có đầu óc, không thông minh, không trí tuệ. Vậy thì mình sống có dài, có lâu cũng là vô nghĩa. Nó vậy thấy không? Nhưng mà cái đặc biệt được vô lượng thọ, vô lượng sức khỏe, mà nó lại vô lượng trí tuệ cái bên. Đúng không? Ba cái đó nó có rồi mà nó không có vô lượng nhân duyên thì lấy đâu đi phục vụ chúng sanh? Ghê thiệt. Đó thấy chưa? Về cực lạc lại có vô lượng nhân duyên. Kinh chưa? Về cực lạc lại có vô lượng nhân duyên. Và quý vị đã có vô lượng hết rồi nhưng quý vị lại không giác ngộ. Quý vị lại không giác ngộ thì quý vị cũng chịu thua luôn. Nhưng mà về cực lạc lại vô lượng giác ngộ. Đúng là những cái yếu tố của thế giới cực lạc tuyệt. Những yếu tố của thế giới cực lạc quá tuyệt. Và ông chủ A Di Đà Phật đưa ra cái đãi ngộ của người ta về di dân về quốc độ cực lạc quá đẹp. Đúng quý vị. Bây giờ chúng ta ở cái cõi này, chúng ta đang đi học nè, quý vị đang chọn cái quốc gia nào? Thí dụ như Úc Châu cũng là một quốc gia sạch sẽ, nhưng có sạch gì đi chăng nữa thì cũng không đạt được. Nó cũng không có thọ mạng, không có những cái thứ yếu tố chúng ta vừa nêu lên. Hiểu không quý vị? Thì có quốc gia nào tốt nhất ở cái quả địa cầu này đi chăng nữa cũng không thể nào có vô lượng thọ, không có thọ mạng được, thấy không? Đúng là chỉ có quốc gia cực lạc. Đặc biệt ghê. Bởi vì mười phương chư Phật tán thán Phật A Di Đà là phải. Vì từ lúc Phật A Di Đà mà ngài ở nhân địa tu hành đó, ngài làm vua là ngài hưởng đầy đủ vật chất hết. Nhưng khi ngài nghe pháp của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài nghe xong rồi một cái là ngài giác ngộ ngài tu. Mà ngài giác ngộ ngài tu rồi thì ngài cảm nhận lại những cái hưởng thụ và những cái danh vọng trong cuộc đời ngài đã có rồi. Mà cuối cùng ngài nhìn ra được là con người có cái đó rồi cũng chết. Rồi cuối cùng ngài mới phát cái nguyện ngài tu. Ngài tu đạt đến trình độ, lúc đó ngài mới thỉnh cầu với thầy của ngài là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai: xin Đức Phật, xin thầy dùng thần lực cho con thấy được mười phương chư Phật. Chưa? Thấy hết. Thấy tất cả quốc độ của chư Phật. Rồi ngài mới nhìn quốc độ của chư Phật rõ ràng hết, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, cái nào xấu, cái nào tốt. Ngài lấy cái tốt, ngài hỏi cái tốt này phải tu làm sao thể được. Thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai: cái tốt phải tu cái hạnh này. Chảy nước miếng. Đúng không? Nói quá phải chạy nước miếng thôi. Thấy không? Thì bây giờ cái tốt này phải làm sao tu để đạt cái tốt này? Thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai chỉ ngài, thì ngài tu đạt được cái tốt này. Rồi coi cái quốc độ kia cái tốt làm sao? Tốt như vậy phải tu làm sao? Chỉ cho tu. Rồi giờ cái quốc độ đó đẹp như vậy, của cải vật chất nhiều như vậy, đãi ngộ tốt như vậy, phải tu làm sao? Tu hạnh bố thí làm sao? Chỉ ngài ngài tu. Tất cả mười phương chư Phật, vô lượng cảnh giới chư Phật chỉ hết, ngài tu và đạt thành tất cả những cái điều mong muốn. Đúng không?
Khi đạt tất cả những sự mong muốn đó xong, Ngài mới quỳ trước Đức Phật thế gian tự tại Dương Như Lai. Là thật sự lúc đó Ngài phát 48 lời đại nguyện là Ngài đã chứng quả rồi. Chứng quả rồi. Chứng quả rồi, nhưng mà do Ngài quỳ xuống trước Đức Phật thế gian tự tại Dương Như Lai là đương cơ tu, Ngài đã chứng quả. Nên phải có thầy chứng minh cho sự chứng quả và phát nguyện. Nhớ nghe. Thì lúc đó Ngài phát lên 48 lời đại nguyện. Khi phát 48 lời đại nguyện xong thì mặt đất rung chuyển. Mặt đất rung chuyển không phải để cho bị té đâu, mà là cái nguyện của Ngài làm cảm với tâm từ bi của chư Phật, cảm với chúng sanh mà rung động tâm của chúng sanh. Được chưa? Mỗi một lời nguyện là vì chúng sanh để tôi thành Phật. Tôi thành Phật là chúng sanh phải được như vậy tôi mới thành Phật. Nếu không được như vậy thì tôi không thành Phật. Mà trong 48 lời đại nguyện lại có một nguyện mà trung tâm của 48 lời đại nguyện đó là nguyện thứ 18. Này mới đi vào rồi nè, sắp sửa kết. Hiểu chưa? Nguyện thứ 18 là như thế nào? Ngài phát trước Đức Phật thế gian tự tại Dương Như Lai: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới nghe được danh hiệu của con là A Di Đà Phật, mà nghe mà tin mà thích niệm, niệm danh hiệu của con là A Di Đà Phật, dù là một chúng sanh loài người, cõi trời hay bất cứ một loài nào mà nghe, hay chư hương linh mà nghe, mà buông cái tâm hận thù đòi nợ, niệm A Di Đà Phật muốn sanh về quốc độ của con, một quốc độ bình yên an vui, về đó tiếng khổ còn không nghe, không chi là có khổ, tất cả cái khổ đau đều không có, tiếng nghe khổ còn không có, làm gì có khổ. Muốn về quốc độ của con thì phải chân thật niệm danh hiệu của con, chí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, đến khi thọ mạng đến, con là A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó. Mà Ngài xưng Ngài là con, trong kinh xưng là con. Vì sao? Vì Ngài xưng trước thầy Ngài. Và cái chữ con này cũng để cho tất cả chúng ta phát theo cái nguyện, khi chúng ta sanh về cực lạc, chúng ta cũng có thể như Ngài đi mười phương khắp pháp giới để độ sanh. Nhớ nghe quý vị. Nếu như mà Ngài xưng là thầy thì chúng ta không xưng được. Nên cái nguyện của Ngài là muốn cho chúng sanh nào cũng phát theo được. Và về cực lạc là nguyện y rang Ngài thành tựu đặc biệt. Khi Ngài đã thành tựu thì chúng sanh về quốc độ của Ngài cũng thành tựu được như vậy. Quý vị thấy cái nguyện của Ngài làm gì mười phương chư Phật không tán thán. Nên Ngài nói rằng chỉ cần có một chúng sanh nào ở quốc độ nào mà nói về bổ nguyện của con thì nhất định con sẽ hộ trì cho người đó nói bổ nguyện của con. Quý vị có tụng đoạn kinh nào mà đoạn kinh này chưa? Chưa phải không? Vì đoạn kinh này tôi nói. Tại vì sao? Vì Ngài đã có tâm độ sanh như vậy, mà ai mà có cái tâm hộ trì cho người niệm Phật thì Ngài sẽ hộ trì cho người đó. Mà ai là người hộ trì cho quý vị? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nên nguyện của Ngài làm việc này, nếu Ngài cứ đích thân đi hoài thì cũng không được. Nên phải có Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là bậc cổ Phật mà đến làm Bồ Tát bên cạnh Phật A Di Đà. Cổ Phật đến làm Bồ Tát bên cạnh Phật A Di Đà để nâng cái nhân duyên Phật A Di Đà lên, để mười phương chư Phật đều nhận thức Phật A Di Đà tuyệt vời. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó là tịnh độ này thù thắng lắm. Nghe mà thôi, chịu mà cảm nhận được thì thích lắm quý vị ơi. Quý vị mà không về cực lạc còn đi đâu? Quyết chí về cực lạc quý vị ơi. Về cực lạc mới giúp được gia đình dòng họ mình quý vị ơi. Nhớ nghe. Có nhiều người không hiểu, họ tưởng đâu là về cực lạc là chúng ta không gặp được người thân. Bậy. Vì cực lạc nó biết được người thân của mình, biết vợ của mình, biết chồng mình, biết con mình ở đâu. Còn mình ở cõi này có thương nhất thờ, nhưng chết rồi duyên nợ mỗi người đi khác hướng.
Bây giờ quý vị nói có nhiều người ta không hiểu, ta nói rằng bây giờ chết, cái người thân mình chết, tôi cũng chết, tôi xuống dưới tôi gặp bậy. Quý vị vừa đi xuống đó thì bị ngang, đi ngang cầu Nại Hà, gặp bà Mạnh bà, bà đem nè cháu nè con ăn đi. Đang đói muốn chết bà đưa cháu cho ăn mà không ăn mới sợ. Bà đưa mình húp một chén cháo rồi xong mình lú luôn. Có gặp cô không biết nữa. Nên nói rằng là chết xuống dưới đó để gặp người thân mình nơi chính suối vậy. Nên ông bà cha mẹ mình chết có nhiều cái quốc độ tốt, tại sao mình không đưa gì mà mình mỗi năm đi đốt giấy tiền vàng bạc gì à? Thấy không? Đốt giấy tiền vàng bạc làm chi? Thí dụ con của mình rất là sợ lo con của mình nó gặp chỗ này chỗ kia nó sẽ hại nó. Nhưng không ngờ là những cái chỗ hại con mình nó mới giúp cho con mình trưởng thành. Nên người mạnh thật sự là ở nơi nào? Ở nơi mình sắp chết. Ở nơi mình cực khổ, mình sắp chết. Nó mới thật sự là kẻ mạnh thật sự. Hiểu chưa? Giống như 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình lại mình mới cảm giác chứ. Đúng quý vị? Nếu bây giờ mình sợ cực, mình không dám tổ chức thì mình không có cảm giác đó đâu quý vị. Thật sự cả đời chúng ta cũng có cảm giác đó. Giống như một con người mà khi người ta gặp một sự cố gì trong cuộc đời, mà khi người ta thoát nạn thì quý vị mới có cảm giác được cái cặn kỳ, cái chết và được sống. Đúng không? Vì sao nói rằng là đi đến chỗ đông người mình tiếp nhận được thông minh và trí tuệ? Vì họ khảo đảo mình. Chỗ đông người có nhiều hạng người, ở trong nhiều hạng người mới học được nhiều tư tưởng. Đúng không? Ví dụ như giờ quý vị đọc một quyển sách có nói nhiều tư tưởng đi chăng nữa, đó chỉ là văn tự. Nhưng nếu quý vị ở trong nhiều hạng người thì quý vị học được xác thực nhân sinh, giúp cho mình thông minh. Đây là bước đầu để đi đến chỗ thông minh, là gần được nhiều hạng người. Tại nhiều hạng người nó rèn mình, nó dùng cách này cách kia, nó khảo đảo mình. Thì bản thân của chúng ta ở trong nhiều hạng người đó, chúng ta bị gạt, bị đối xử tệ bạc, rồi bị dập dùi te tua tả tơ, thì chúng ta ở trong nhiều hạng người đó, chúng ta trở thành một người có kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Không? Giống như bây giờ mình ở trong nhiều chỗ con người đang sống, mình chỉ cần để tiền hở, để điện thoại hở, nó lấy. Thì nó lấy làm sao mình kinh nghiệm, mình phải để kỹ hơn. Đúng quý vị? Đó. Ví dụ như một cô gái mới lớn lên bị dụ. Bị dụ xong rồi sau này mới dạy con gái của mình, mày đừng nên bị dụ. Đứa con gái hỏi gì, sao mẹ biết điều này? Vì tao bị dụ. Đúng quý vị? Trả một cái giá để khôn của cuộc đời đó là bị dụ, bị gạt. Nếu không chịu bị dụ và bị gạt và thiệt thòi thì không khôn. Đúng không? Nên quý vị đi tìm hiểu tất cả những người mà sống, họ cho họ là người có nhiều kinh nghiệm, vì họ đã từng bị phạm phải nhiều thứ. Nên họ mới có kinh nghiệm. Nên cái bài học kinh nghiệm là ở chỗ đông người. Nên rất là nhiều người đã có ý nghĩ rất là bị tiêu cực. Họ tu đến một trình độ nào đó, họ nói đi đến chỗ đông người nhiều thị phi, tránh bớt thị phi, đừng đi đến chỗ đông người. Vậy thì con người, chúng ta sống với con người mà không đi đến con người đi đâu? Trong cái cuộc đời này vì tránh con người vì đi đâu giờ? Vì nói vì học giống người xưa. Người xưa người ta ẩn cư một nơi nào đó, toàn là những bậc trí tuệ. Thì biết gì sao người xưa là bậc trí tuệ mà ở chỗ không có người mà ở nhà tranh không? Vì họ quán được cái căn cơ họ không ra được. Họ không ra được. Họ có đi ra thì họ gặp ông vua, họ gặp ông quan, để họ đem cái đạo của họ truyền. Người ta không tiếp nhận họ, thì từ nơi đó mà họ phải ẩn cư ở nơi núi rừng để họ sống những ngày tháng bình yên vậy thôi. Vì họ bước ra cũng không ai tiếp cái đạo của họ. Nói càng nói thì càng không được gì. Thà sống những ngày tháng ẩn cư cho qua ngày đoạn tháng, rồi người ta ngâm thơ,
rồi người ta thổi sáo, người ta vẽ tranh, người ta nhìn cảnh núi non. Vì sao? Vì họ phải tiêu khiển thời gian qua những việc khác. Chứ nếu như họ quán cơ, họ thấy họ có cơ hội bước ra đi giúp đời thì không bậc chí nào mà không ra chứ, đúng không? Nên năm xưa Khổng Lão Phu Tử ngày đi chu du liệt quốc, khi ngài gặp Lão Tử thì lúc đó Lão Tử mới nói câu nói rằng thờ thế không phải là ngài đi gì nữa. Dù có nói người ta cũng không tin, vậy đi làm gì? Nên từ nơi đó mà ngài phải đi. Cuối cùng ngài trải qua thời gian rất là dài để đi tìm Bậc Minh Quân, nhưng cuối cùng không ai tiếp ngài hết. Bất đắc chí quá, tuổi cũng già, thôi dẫn tất cả đồ đệ trở về quê nhà dạy học vài năm rồi ngài mất. Nhưng cái thành tựu của Khổng Lão Phu Tử là nhờ dạy học mấy năm mà ngài để lại sách vở và ngài trở thành bậc thánh. Mà bậc thánh của ngài được cái danh đó là từ đâu? Từ người thế gian tôn xưng là bậc thánh. Mà mấy năm đó mà ngài giảng dạy mà đạt đến khả năng của bậc thánh để lưu danh cho hậu thế là từ đâu? Từ ngay chỗ ngài đi chu du liệt quốc, gặp nhiều thành phần dù không tiếp nhận ngài, nhưng ngài vẫn học được những bài học không có đủ trí tuệ tiếp nhận. Hiểu không? Nên sách vở của ngài là được kiểm định người chấp nhận là do ngài đã mở tâm ra. Dù là không ai tiếp nhận ngài, nhưng đó cũng là một cái tâm rộng lớn để mở ra. Nhớ kỹ, nên sở học của ngài mới đi đến chỗ viên bác. Chứ nếu như bây giờ biết rõ ràng là không ai tiếp nhận cái việc này mình biết nhưng mà người ta không biết, thì mình phải phát tâm mình đi. Đi rồi người ta không tiếp nhận thì mới nói rằng tôi có đi nhưng do người ta không tiếp nhận. Hiểu quý vị? Bây giờ Nhị Đức nuôi bao nhiêu bà già, Nhị Đức khuyên niệm Phật, mà trong số lượng bao nhiêu bà già này được bao nhiêu bà già thật sự hiểu để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như nói rằng ô nhiều bà cụ này niệm Phật niệm chứ không biết có giảng sanh không, vậy thì chúng ta không phát tâm làm, ai kiểm định cho chúng ta là người đã làm? Rồi trong chỗ đông người chốn thị phi, dù nhiều người nghe nhưng mấy người hành trì chân thật, nhưng nếu bạn không thật làm thì bạn nói làm chi nữa, đúng không? Trong kinh giáo Đức Phật đã nói rõ ràng, chư Phật Bồ Tát thành tựu được sự nghiệp giải thoát là ngay đâu? Là ngay tu phước tu duyên từ ngay chúng sanh mê hoặc. Bây giờ bạn mở tâm lượng ra với tất cả những người đặc biệt tuyệt vời thì điều này thì quá tuyệt rồi. Tại vì người này quá đặc biệt, quá dễ thương thì bạn phải thương. Nhưng bạn thương cái người dễ ghét không? Việc này hơi khó. Nhưng mà tâm từ bi của Đức Phật là thương luôn cái người ghét, đúng không? Thì chỗ này mới là chỗ thật sự có trí tuệ. Còn cái chỗ gần người quý vị chỉ là kinh nghiệm để thành người thông minh. Mà thông minh thì quý vị có thể lèo lái sự việc trong cuộc đời. Nhưng nghiệp quả đến với quý vị, quý vị có lèo lái được không? Không. Bạn có thông minh cỡ nào thì cái nghiệp quả đến, bạn vẫn chịu thua, bó tay. Bạn có thông minh cỡ nào mà ngày nay là bạn đi qua cái con sông hay là cái biển đó mà sóng gió nổi lên, bạn phải bị chìm thuyền. Bạn có thông minh cỡ nào thì thuyền phải chìm thôi. Tại vì nghiệp duyên đã đến, thông minh không giải quyết được vấn đề này. Thông minh bạn có thể tránh được một số việc hoặc lèo lái một số việc, nhưng mà khi mà giải thoát cái việc sanh tử thì thông minh không có giải quyết được. Đòi hỏi là bạn có trí tuệ, bạn nhìn được cuộc đời vô thường, bạn nhìn được cái giả tạm cuộc đời, bạn nhìn được cái thành và cái mắt, cái có rồi cái không, cái được trước mắt bao nhiêu người tán thán, thương yêu quý mến, rồi một ngày nào người ta trở mặt với bạn hết chứ, bạn mới nhìn ra được chỗ này, thì đây mới là trí tuệ. Đây mới là trí tuệ. Nên tất cả vạn vật ở thế gian này không có cái gì mà vĩnh cửu cả, và không có cái gì tồn tại mãi mãi hết. Chúng ta phải chấp nhận điều này là 100%. Dù một người mình có quý kính tôn trọng cỡ nào thì cũng có rất nhiều người không quý kính tôn trọng người này. Chúng ta lại đi đấu đá với những con người đó thì chúng ta sanh phiền não. Tại vì cái nghiệp duyên của người mình quý kính cũng có đụng chạm nhiều người.
Nên họ đến với cuộc đời này, họ phải trả những cái nợ quả mà họ phải trả. Hiểu không? Thấy không? Nên chỗ đông người có nhiều hạng người gần gũi làm cho mình thông minh. Chỗ đông người có nhiều thị phi thì thi phi mới rèn mình được tâm định. Thị phi mới rèn mình định tâm quý vị à. Đúng không? Bây giờ quý vị coi, chúng ta dễ bị kích thích, chỉ cần thị phi đụng mình cái thôi là bản thân của mình nữa. Đúng không? Mà mình cứ bị thị phi hoài, thị phi hoài luôn, nó dập mình té tua, nói mình hoài luôn, giết mình cười trong thị phi thì định rồi. Thấy không? À, nếu không ở chỗ đông người thì làm sao biết được nhiều thị phi? Đi vô chỗ đông người này, len lỏi trong nhiều con người này, quý vị sẽ biết ra người đó làm sao. Quý vị nghe được cái ngôi chùa đặc biệt vậy, bị lỡ đi ở luôn, quý vị biết ở trong ngôi chùa đặc biệt này nó cũng có nhiều hạng người thị phi, đúng không? Nhiều thành phần này kia tùm lum tùm la ở trong đấy. Tại vì sao? Vì đây là tắp bà. Hiểu không? Hiểu không? Quý vị biết rằng chúng ta đến cái cõi này và đang mang thân này là do thị phi mà ra. Quý vị coi cái nhân tố giữa quý vị và chồng quý vị sống với nhau phải thị phi không? Trước khi gần gũi nhau có nói chuyện không? Đa phần không có ai mà tự nhiên gặp nhau mà đi ăn ở nhau liền, thì phải nói chuyện từ từ, rồi thả trôi theo dòng nước làm sao. Rồi hoa cỏ, rồi đủ chuyện hết chứ. Một chút rồi mới đi đến chỗ đó. Thì người đó như vậy thì mới thật sự là sống trong thị phi. Thưa quý vị, dù mình đến một người nữ đó mua hoa bán nguyệt đi chăng nữa thì cũng phải nói vài câu, chứ không lẽ vô cái tự nhiên cái sống giác kỳ cục. Cũng phải hỏi là ở đâu mà làm nghề này, tại sao mà đi làm nghề này, cũng phải hỏi vài câu. Ngày xưa những đứa cũng hỏi vài câu. Hiểu không? Đó, ít gì mình cũng biết nguồn gốc. Ê, coi phải thị phi không? Mà nhân tố đã là thị phi thì đến với nhau thì sanh con ra là thị phi. Hạt giống đã là thị phi mà ta không thị phi làm sao ở đây? Đúng không? Phân tích này rất rõ ràng, đúng không quý vị? Quý vị nói rằng ô tu hành mà thị phi thế ghê. Họ thị phi họ mới đi đến đây. Họ thị phi họ mới rèn mình định tâm. Họ nói này nói kia tầm bậy tầm bạ thì mới cõi ta bà ha, cõi thế gian. Dù là trong chùa, chúng ta vẫn là những người thị phi đi đến đây học đạo. Và những đức cũng thị phi, đúng không quý vị? Không thị phi sao tập trung quý vị được đông ngữ 100% luôn. Nếu không có cái góc độ của thông minh để thị phi thì không thu thập được rất nhiều con người về đây đâu quý vị à. Đúng không? Rồi phim ảnh, rồi hình ảnh, những đức đều tạo thị phi mà. Vì coi, tự nhiên tổ chức chương trình lễ viếng Quan Âm 3.000 lại, phải thị phi không? Tu thì tu đại đi, còn nói cái chuyện 3.000 lại làm cho dữ dằn đánh bóng tên tuổi lên, phải thị phi không? Thì người ta cảm giác bị ảnh hưởng và bị nung đúc tinh thần. Vậy phải làm cho người ta kích thích vào tâm người ta, để người ta phát triển cái tâm người ta, coi bản thân người ta có làm được 3.000 lại không? Nên lỡ cố gắng lại, phải không? Đây đâu phải là mục tiêu tu giải thoát đâu, mà đó là cái đột phá đúng danh. Tại vì biết cái tâm con người ta vậy nên đột phá đúng cái tâm người ta, để người ta bị tức cái tâm lên, nó nổi máu lên, nó lỡ cố gắng 3.000 lại. Thấy công nhận không? Bây giờ nhà Đức nói cho vị nghe, nếu mà mỗi tháng mà tổ chức 3.000 lại sẽ không bao giờ đông. Nhưng tại sao có nhiều người hỏi nhà Đức, tại sao thầy mai mốt không tổ chức 3.000 lại nữa? Nhà Đức nói tổ chức 3.000 lại nữa sẽ không đông, thì mắc luôn 3.000 lại này. Hiểu chưa? Nên đột phá một cái thì phát triển được con người ta, mấy chục ngàn người đến lại Quan Âm. Mà khi ta lại xong rồi, cái cảm giác người ta vui vô cùng, thì đó là từ thị phi mà đưa vào chân thật. Đúng không?
cái cảm giác người ta biết ông thầy này và ta nhìn ra ông thầy này, ô thì ra ông nhờ ông thầy này mà giúp cho mình lễ được 3.000 lại nhân duyên và gọi là kỷ niệm và lịch sử. Ta cảm ơn nhà Đức quá trời luôn. Đó. Để cho người ta cảm ơn đi. Còn nếu giờ tổ chức hoài người ta lại, người ta mệt, người ta nghĩ cảm ơn sao? Đúng quý vị. Đó. Quý vị thấy cái phương tiện độ sanh phải, nếu người thiếu sự thông minh, không có thị phi thì làm sao độ người thị phi trong cõi này? À. Và hãy bị nhớ, có những cái thị phi giúp quý vị đỡ buồn. Tại vì sao? Vì con người mình nó quá chắc chứa nhiều thứ thị phi mà nó không biết đổ ở đâu, nên phải cần đi đến chỗ đông người để gặp nhiều người thị phi để cởi mở. Có không? Nó nên nó thật ra là bạn biết bạn đang đứng ở đâu thì bạn có như thế nào, bạn vẫn là người biết đứng chỗ tốt. Nhớ kỹ nghe. Ở đây mà không thị phi buồn lắm, rất là buồn, không có chuyện gì làm, không có chuyện gì nói luôn. Nó còn nói vào cái việc mà tu hành mà trong định đồ này kia thì thôi chịu thua đi bạn, mà đừng có nói vòng vo mất công. Mà có nói cũng không ai biết được chuyện đó là cái gì đâu. Và nói thị phi thì họ biết, tại đây là cái phạm vi của họ. Rồi nói cái chuyện có vợ có chồng thì biết, rồi nói cái chuyện đẻ con thì biết, rồi nói cái chuyện nuôi con khổ sao thì biết, rồi nói cái chuyện chồng đánh sao thì biết, nghe không? Rồi nói cái chuyện lấy chồng lấy vợ người ta thì biết. Nói những cái chuyện mà bản thân của mình đều có sự nhận thức hết trơn, nên làm được. Và từ nơi trong đó thì cho họ thấy ra sướng bao nhiêu, khổ bao nhiêu. Rồi cuối cùng từ từ đi họ lãnh nhận, họ chọn ra cái điểm nào là điểm thật vui. Đúng quý vị. Bởi vì Phật Bồ Tát khổ lắm. Tại vì sao? Các ngài phải chịu nhiều thời gian. Tuy đã thành Phật Bồ Tát rồi mà các ngài cũng phải làm việc dài, thời gian dài. Mình nói khổ nhất là khổ, khổ lắm là cái câu này phù hợp nhân sinh thôi, chứ các ngài thì không có gì khổ. Nhưng mà các ngài phải chịu kiên nhẫn thời gian dài để dẫn chúng ta đi từ từ. Cứ dẫn đi từng chút, từng chút, từng chút, dẫn đi. Đúng quý vị. Nếu như nắm tay dẫn cái mấy chục ngàn người đi cái gì cực lạc thì nói làm chi, khỏe quá trời. Nhưng mà trong mấy chục ngàn con người này phải dẫn mất thời gian dữ lắm. Phải đa dạng phương tiện, phải nói này, nói kia, nói nọ, nói đực, nói cái, nói chắc, nói đen. Ta lãng ở bên đó cho quý vị. Nó, họ nghe, họ mới thích thú quý vị ơi. Nó. Nên có cái cô kia, cô nghe nhà Đức giảng suốt à, mà cô lấy chồng người ta. Rồi xong rồi cô hỏi nhà Đức, dạ thưa thầy, dạ thưa thầy là con đi tu vậy mà giờ con lấy chồng người ta vậy, giết con mắc cỡ, con không dám đi tu nữa. Nhà Đức nói lấy chồng người ta cũng tốt. Tại vì sao? Vì đâu phải ai cũng dễ lấy chồng người ta được đâu. Hiểu không? Nên cô phải có bản lãnh sao đó cô mới lấy được chồng người ta. Trách là trách cái bà vợ không giữ được chồng. Ai mượn mình không giữ được chồng thì mình bị mất chồng thôi. Nhưng mà đó là ngay cái con người đó, chỉ ngay con người đó. Chứ nếu như bây giờ chửi mắng họ, la gầy họ luôn thì họ bỏ chùa luôn, thì họ càng đi lấy tầm bậy thêm nữa. Đúng quý vị. Thà mình nâng họ lên một chút, để bản thân của họ khi một ngày vấp ngã, họ có chỗ nương về, nương tựa. Hiểu không quý vị? Còn tự quý vị nghe đạo, quý vị hiểu, quý vị lấy chồng người ta có tốt hay xấu, tự quý vị biết thôi. Nó nghe nhiều rồi. Chuyện này người không tu cũng hiểu, đừng nói chi người tu. Nhưng mà những đức gặp cô kia thì những đức nói tốt. Nó nói tờ ơi, lấy chồng người ta mà cũng tốt. Thấy không? Nói quý vị thấy không? Phật pháp nó đa dạng quý vị thấy không? Nó quá trời đa dạng luôn. Nên bản thân của mỗi một con người chúng ta
Tại sao mà quý vị nghe những bậc cao tăng người ta tu hành tốt, người ta không có cái gì mà không tốt ấy. Nhưng mà khi người ta gặp riêng một người nào đó mà người đó chân thật lãnh nhận được Phật pháp bao nhiêu, người ta sẽ nói rõ ràng xấu hay tốt cho vị nghe. Còn khi người ta nói với trước công chúng tốt, cái gì cũng tốt, là gì? Nó tốt là ngay nhân quả công bằng. Nhân quả công bằng, quý vị ơi, nhớ nghe, nó không có thiệt thòi, và nó cũng không có cái gì mà tự nhiên bỗng không hết trơn á. Tự nhiên á, chồng của em mà bị chị lấy. Tại sao chị lấy được chồng em? Tại sao chị nỡ làm điều này? Chị làm em đau khổ. Tại sao chị lấy chồng em? Tại sao? Hiểu không? Rồi bắt đầu mình chết tiếp tục chồng. Tại sao anh hứa bao nhiêu lời hứa hẹn? Tại sao anh hứa là anh sẽ thương em cả cuộc đời? Dù là khổ đau cỡ nào anh cũng thương em. Tại sao bây giờ anh lại bỏ em mà lấy con khác? Tại sao? Quý vị có phân tách bao nhiêu đi chăng nữa thì cái người đó họ nói cái câu như quý vị như thế nào, anh có không biết tại sao? Tại vì trong định luật nhân quả họ không hiểu nên họ cũng không biết tại sao. Tại sao mà tự nhiên lúc trước thì anh thương em rất là nhiều, mà nhìn em là anh thương đến nỗi mà thương đắm, thương đuối, thương mà không cần uống nước suối cũng no. Hiểu không? Là cái lúc đó tại vì giữa duyên mà nợ giữa mình với người ta nó dày quá, nên cái tình thương giữa mình với người ta nó rất đậm đà quý vị à. Nhưng mà nó trải qua thời gian thương yêu đó, nó đã xài hết cái duyên mà nợ rồi, thì tự nhiên mình lại dính vào duyên nợ của cái người thứ hai. Nên mình vừa nhìn người thứ hai là tự nhiên mình chỉ có thương người thứ hai và mình không có thương người đầu tiên. Hiểu không quý vị? Nên nhân quả mà tin thật sự thì hoàn toàn không có sanh phiền não và không hỏi câu tại sao. Nên những đức đã từng chia sẻ bài pháp rằng là đừng đòi hỏi hình thức công bằng, hãy tin sâu nhân quả. Đúng không? Tôi chia sẻ bài pháp này mà. Đó, vì nghe rất rõ ràng, bởi vì tại sao chủ nhật đừng nào cũng đông. Vì lỡ vì nghe là nó hoàn toàn nó giải tỏa trong lúc này liền. Nhưng do gì quý vị gom lại, chết chỗ này. Chứ nếu mà nó giác ngộ như cái lúc ngồi ở đây thì thôi nói chi nữa bây giờ. Đặc biệt quá quý vị. Khi vị đi đến đây vị vui quá nên cái tâm những thứ khác không có. Nhưng cái vị trở về nhà thì cái sự lo lắng và cái sự bận tâm quá nhiều đối với quý vị. Quý vị bị gánh nặng rồi. Khi đã gánh nặng thì quý vị muốn người gánh phụ. Nó xảy ra nhiều vấn đề. Hiểu không? Và khi mình đi vô chùa thì nó không có nhân tố có người đến phụ gánh, hoặc là có những lời đường mặt ở bên tai. Nhưng khi quý vị trở về nhà thì nào là con, nào là gia đình quá vất vả, mà lại gặp một tiếng sáo ve vẩn bên tai, thì làm sao mà không bị tiếng sáo thu hút? Đúng quý vị? Ghê lắm. Hiểu không? Ví dụ như dù quý vị có chồng rồi, có con rồi, nhưng nếu quý vị có một cái nhân duyên, quý vị đang ngồi bên cạnh một người nào nói chuyện quá hay, là một người đàn ông, dù quý vị sẽ không bao giờ có cái tâm mà phản bội chồng đâu quý vị, nhưng mà quý vị bị thu hút bởi cái tiếng sáo ve vẳng đó. Nó ngồi ngay chỗ mà nó quá phù hợp hoàn cảnh để sanh tâm. Nào là một căn phòng bình yên yên lặng, một hai là một vị trí biển cả mênh mông sóng dạt vào. Quý vị coi, nó đưa tiếng sáo vào trong lúc đó, quý vị chịu làm sao nổi đây? Khi đã lỡ bước xa chân thì lúc đó quý vị mới cảm thấy rằng mình đã hối hận, mà hối hận thì sự cố đã xảy ra rồi. Người ta thường bị vậy đó quý vị. Nên khi một con người nghe đạo mà thật chắc để kéo quý vị lên á,
là người ta nhắc quý vị lỡ bước xa chân thì còn quay lại. Hiểu không? Thà lỡ một lần đừng để lỡ nhiều lần nàng ơi. Hiểu quý vị? Cái này sắp kết rồi, không có thêm nữa, nó ho. Thôi đủ rồi. Quyết chí về Cực Lạc quý vị ơi. Bữa nay có anh ca sĩ, anh hát bài hát, ca sĩ Vũ Chí Phong hát bài hát là Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy. Nhưng mà bữa nay thôi mình đọc 12 lời đại nguyện cái đi, để cho tất cả chúng sanh và chư hương linh và quán thân cháy chủ củ quyền thất tổ chúng ta luôn, để cùng phát nguyện buông cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. Chúng ta tín nguyện niệm Phật cả đời, nhớ sống trong hoàn cảnh nào cũng nên sống vui, đừng buồn giận ai để trong tâm. Quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hướng
về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta giờ mỗi tuần chủ nhật Phật tử khắp nơi nơi về rất là đông. Ngày chủ nhật cộng tu, ngày chủ nhật này đến tu ý nghĩa dữ lắm quý vị, thấy không? Những người mà ta buồn hay ta bệnh hay ta bế tắc gì đó, hay thất tình hay bị chồng bỏ vợ bỏ gì, con hắt hủi gì đó, dẫn người ta đi đến ngày chủ nhật này cộng tu xong là khỏe re vui vẻ liền, thấy không? Buông xuống liền gánh nặng, nghe chưa? Đó nên ngày chủ nhật này ý nghĩa dữ lắm. Và cũng nhờ cái công đức của đại chúng niệm Phật rồi nghe pháp rồi cúng đi thực phóng sanh này sẽ giải tỏa được rất nhiều cái u uất trong lòng chúng ta mà nó nằm vào cái vị trí của nghiệp lực. Nên đây là cái điểm mặt tâm linh tuyệt vời để chuyển hóa được nội tâm khổ đau. Thì nhớ nội tâm khổ đau á là nó ẩn khuất bên trong về nghiệp chướng. Nhưng mà tu hành là nó giải nghiệp là nhờ cái mặt tâm linh nó hóa giải cái nghiệp chướng từ nội tâm. Và có những sự đeo mang trên thân thể những cái nghiệp chướng nặng nề, từ nặng vai, nặng đầu, nhức cổ, đau bụng, đau chân. Nhưng mà nhờ về đây tu hành nghe pháp niệm Phật, cúng đến thực phóng sanh, những cái phần đó người ta buông bớt mình ra, quý vị cũng thấy nhẹ nhàng. Nên quý vị về đây tu xong quý vị thấy thoải mái dữ lắm. Dù ngồi ăn cơm ở trong một cái gốc cây hay là cái băng đá hay chỗ nào ngồi, nhưng quý vị vui dữ lắm. Tại vì cái nội tâm quý vị được phát triển từ mặt tâm linh. Nên những ngày chủ nhật á, mình về đây mình tu hành nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người thân mình. Khi mình vui rồi về nhà tốt hết chưa. Còn mình mà đã bực bội thì về nhà cái gì cũng xấu hết chưa. Ha. Nên chúng ta cố gắng dành thời gian thứ bảy chủ nhật chúng ta đến đây cộng tu. Còn nếu kẹt quá thì chủ nhật chúng ta phải lại đây cộng tu để bồi dưỡng về cái mặt tâm linh. Đây là một phương pháp để giúp cho chúng ta làm ăn được thịnh vượng và gia đình được hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau tốt đẹp. Kẻ nói người nhịn kẻ nói, đều nhịn nhau để mà sống, mọi người buông ra một chút để chúng ta sống để có sự hài hòa. Quý vị nhớ là cái sự hạnh phúc của gia đình nó phải có cái sự hay hy sinh của một người trong cái hạnh phúc đó thì nó mới có được hạnh phúc nha. Nhớ kỹ. Nên từ nó đã nghe pháp mới hiểu được nguyên lý này. Bây giờ chúng ta đem cái công đức mà tu tập của toàn thể đại chúng này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, vì nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta mới có điểm về đây nương tựa tu. Và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, nhờ đại chúng về đây tu mà hình thành một cái hội chúng lớn gì để mình tu tập lực của đại chúng. Và hồi hướng cho gia quyến quý vị, vì nhờ cái nhân duyên quý vị đi tu mà quý vị cũng muốn cầu an cho người thân, nên người thân quý vị cũng được cái phước duyên, được bình an. Và cầu an cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này, vì chúng ta đang sống ở quả địa cầu này, nên chúng ta cũng cầu an cho chúng sanh ở quả địa cầu này tốt đẹp, bình an, và họ biết tu hành. Vậy thì chúng ta sống chung một thế giới đại đồng, bình an và hạnh phúc. Nhớ. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát ở quả địa cầu này đều được hồi hướng công đức để cầu siêu. Nguyện cho tất cả những chúng sanh được siêu thoát và đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo như đang ngũ tình chung ngà kim tí như cung tự thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo án một lục lắng ta bà ha
án một lúc lắng ta bà ha, lắng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phả việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phả việc nhật ra hồng, bà phả việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vì nhớ những người mang nghiệp phá thai á, về đây mà tu là lợi ích lớn lắm. Những thai nhi người khi người ta ở đây người ta tu luôn, hoặc là buông cái tâm đòi nợ, người ta nương vào bổ nguyện niệm Phật. Nên cái ngày lễ Đức Phật A Di Đà 17, 18, 19 á, những đức đã phát cái nguyện là 3 ngày đã pháp hội đó, là tu mà để cầu siêu cho tất cả chúng sanh mà chưa siêu thoát. Nên những đức mới nghĩ ra cái việc mà cái đèn bông sen tặng cho quý vị đó. Cái đó là cái quan trọng dữ lắm. Nên quý vị nhớ nè, muốn mình bình yên, gia đạo ổn định là phải giúp cho người chết được siêu. Nên trong nhà Phật nói là âm siêu thì dương lợi. Người âm mà không siêu là gia đình mình quán khí nặng nề, vợ chồng quýnh lộn tối ngày. Giống như hai vợ chồng bà đó lúc chưa lợi chùa mình nó quýnh tá lả âm binh, quýnh bả mà đến nỗi mà gung cái răng. Cầu ôn vậy mà tới về chùa mình tu nó chồng cái răng lại cho bả. Ghê thiệt chứ. Bà nói với những đức, bà nói rằng á, thầy ơi, chồng con nói với con từ hôm nay anh không bao giờ đánh em nữa đâu. Nghe thầy giảng anh hiểu. Thấy không? Nói vị tu thấy lợi ích chưa? Nó quan gia buông xuống. Có những chuyện quý vị thấy nó nhỏ xíu không có đáng nói, mà sao nó quýnh lộn rầm rầm, quan gia nó kích với nhau, nó làm cho bị quýnh lộn. Duy nhất là mang nghiệp phá thai đó, nghe chưa? Nó làm cho mấy đứa con mình nó kênh mình, nó nghinh mình đó, để nó báo thù chứ, nghe không? Là ở đây phải nghe gì quan gia nên giải không nên kết. Thôi chư hương linh nghe, buông cái tâm hận thù đi quý vị ơi. Ở đây những đức đi tu, nghe không? Có ai dám kêu hương linh về nhà không? Nhưng tiêu tôi kêu tối ngày. Hương linh ta xung quanh này đầy, nghe không? Ta hộ trì, nghe không?
Bữa đó Nhật Đức đi, Nhật Đức dắp té, tự nhiên nó nghiêng gì mà nó không té. Không đơn giản. Quay lại nói, cảm ơn nghe. Cái bà kia bà nói, ủa con có làm gì đâu, cảm ơn con thầy. Tôi cảm ơn hư không, được đó. Hiểu không? Nói quý vị thấy không, đó đó là đặc biệt đó. Bây giờ phóng sanh chim. Tôi nói thiệt chứ, bao nhiêu năm phóng sanh chim mà chùa mình chim nhiều, đừng có nói đó. Hiểu không? Bây giờ tôi phóng sanh chim sẻ. Ê quên, chim cu, quên nó lộn. Bao nhiêu năm phóng sanh chim sẻ, thấy không? Là chùa mình chim rất là nhiều, ha, nhiều loại chim. Bây giờ tôi phóng sanh chim cu để mà hồi hướng cho mấy ông chồng, mấy ông chồng, mấy bà, mấy ông hiền, ông đừng có đi ăn nhậu nữa nghe, để cho mấy bà khỏe bớt, mấy bà dễ đi tu. Bây giờ lúc này tôi mua chim cu suốt tôi phóng sanh để tôi hồi hướng cho mấy ông cu, để cho mấy ông hiền, ông đừng có ăn nhậu gì nữa. Ông đi làm về xong á, ông đem tiền răm rắp đưa cho mấy bà. Có gì chi cho tôi miếng ghé. Giờ cái công của thầy hồi hướng đó con. Nói vui vui vậy chứ mong quý vị hạnh phúc thôi. Nên nhà Đức là vậy đó. Nên cái phóng sanh này hay lắm, nó giải tỏa cái tâm báo thù, giúp cho bị an lạc. Nhưng nhớ phóng sanh á là phóng những cái tâm buồn phiền ra khỏi cái tâm mình, thấy không? Chứ không phải là phóng sanh là chim bay bên ngoài mà mình ra mình chửi người ta đâu. Vừa phóng sanh xong mà ra nó gì? Không có đúng, đúng đâu nghe chưa? Phóng sanh là phóng những cái tâm buồn phiền, cái tâm giận hờn, cái tâm không vừa lòng không vừa ý, nó bay ra, những cái quán khí nó bay ra. Quán khí là giận hờn, là quán khí. Bây giờ phóng sanh là để cái tâm này nó giải tỏa đi nghe. Phóng sanh như vậy mới là đúng ý nghĩa phóng sanh. Và trưởng dưỡng lòng từ. Từ khi biết phóng sanh là con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không giết. Từ nơi đó mà trưởng dưỡng lòng từ, đúng phóng sanh đó nghe. Bây giờ đọc tam quy y xong rồi thả các chim, các em chim cu. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À giờ chúng ta đồng hướng về cánh chim bay. Thấy không? Bây giờ cùng vỗ tay niệm Phật, hoan hỷ đi thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Rồi chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm, hoặc qua đây để nhận cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.